trong núi sao mà biết giờ cô bà dù gì không thầy dạ, cô bà. ô mẹ Bây giờ là với vô ờ núi là đi ra đây cô không bà mà thầy bà dữ lắm tới chừng mà ông thăng rồi ê ê đến ê thì ông bảy cho con hỏi là hồi ông Bảy hồi nãy ông Bảy nói là lúc mà 15, 16 tuổi á là ông Bảy đã có như ở trên đứng về là lúc đó là ông Bảy thấy cái trong người đằng sau ông Bảy khỏe hơn bây giờ khỏe. Không nó khỏe nhưng có dằn dặt không trước khi đó nó có dằn dặt nó có hành như là có gì với ông Bảy không á không gần ngay gì đó ngay dằn ai mất ngay trong người cái vậy đó hả thì ông chỉ hết sức siêu mày ơi dạ như là lúc đó là thí dụ như ai có mắc đồ hay là cái gì hay là này kia là ông Bảy nói là ngay chắc luôn đó phải không ừ dạ rồi dạ. Mà vô vụ lân rồi thôi hết sảy rồi dạ mà muốn chắc tiền bạc mà nhét vô kẹt nào đó lân cũng biết gì đâu có giữ lân dạ. Là chỉ có gì có cái đó tức là ông Bảy chỉ cho mấy đồ ừ. Lấy ha ờ thôi mà chứ nói lân dữ lắm mà là con có nghe kể là hồi đó đó khi mà cái đoàn lăn của mình á mà đi tới đâu á là gặp cái đoàn lăn khác mà lợi á là phải lại hoặc là khi mà bên kia mà nó chống lại á là chơi đốt pháo gì đó phải không Bảy? Trời Phật ơi thôi mày ông lên trên những bánh xe cũ nè dạ. Cái cây cái còng rồi cái nó ngang ngã mà nhánh bự bự nè ông lên ông nằm dạ ông quấn ông cởi cái áo thun ra dạ áo thun mà tam trong miếu dạ. Tại vì tao đâu có bận cái áo đó dạ bận cũng cho ta tét để cho mấy đứa đó dạ đó cũng nghèo lắm rồi chứ dạ là nghe nói là đó là khi mà mình đeo cái pháo đó lại là nổ trong người đốt mà không sao hết trơn á không Bảy ừ dạ hết sức rồi bởi vì đó hồi trò cũ rồi mẹ ơi dạ nhưng ừ. Bây giờ thì bây giờ chắc nhà nước không có cho đâu cho đốt pháo này phải đốt pháo này dạ. Thôi nếu mà bây giờ đốt pháo chắc vui á không Bảy ừ nói vậy là không có pháo dạ đi chứ không ổn chạch vậy thôi dạ ông Bảy uống nước đi ông Bảy ừ. Ông Bảy dính gì ông Bảy ơi thì ông Bảy năm nay cũng 80 mấy mà ông Bảy còn rất là khỏe nha mọi người đúng rồi thành phố vô à, nữa mày dạ vô thẩm vấn này kia nữa ờ con biết là ông Bảy là rất là nổi tiếng là từ xưa tới giờ luôn là ai nói mà chỉ cần mà lên trên YouTube mà gõ cái tên mà Tam Sơn Miếu vô là gặp ông Bảy liền rất là nhiều luôn dạ. mà con coi con thấy sợ không có tao đi rồi đằng lên thử nơi tung ở đây nghe nè dạ. Tính lại gặp không có ông Bảy thôi đi ông Bảy không vui dạ. Lên trời chỗ đó cũng vậy mẹ ơi dạ. Thôi con có coi cái clip á đâu ở trên Châu Đốc á là lăng múa đó có ông Bảy vô ông Bảy lúc đó là ở trên đứng là về là ông đệ hay là ai ông Bảy là thấy con thấy cầm cái cây á cái cây múa vậy nè cái đó là mấy ông lớn rồi nha dạ ông đi nghề dạ lúc mà múa là cầm cây là mấy ông lớn hả chỗ nào lớn đó người ta đốt cái trầm hương gì người ta tin tưởng người ta biết rồi đó dạ thì giá dạ. Mấy ông vậy ha ừ thường nữa thì mấy em nhỏ con có coi cái clip đó hồi gì nè tháng giêng là cái chú mà đeo mắt kiến là theo phò ông Bảy là ông gì cái chú gì mà lúc mà ông Bảy về đó lúc mà ông Bảy về xác đó là cái chú đó theo đặng buộc đồ buộc áo nè lấy món đồ món này kia cái ông đeo mắt kiến nè rồi cái bị ông bị ông ở trên ông la ông đánh làm sai á
kia. Đúng. Làm không đúng á. Ừ. Né mấy cái. Ông Bảy là hồi xưa giờ ông Bảy cho có thể kể cho con nghe là ông Bảy trị cái con ma nào mà rất là khó từ xưa tới giờ ông Bảy. Sao giờ sao nè? Hồi đó giờ có cái trận nào á? Có trận chứ. Nhưng mà cái lớn nào á. Như là cái con ma đó nó quá dữ đó ha. Dạ. Đi dữ. Khác này không được, không dây gì khác. Nó sang lại cũng đấu giá sao. Như là nói chung là nó đã thành quỷ luôn ha. Thành quỷ luôn ha. Khi mà thí dụ như về, thí dụ như con nói câu hỏi, thí dụ như ông Địa đi, ông Địa ông chị không được bắt đầu cái tới cái ông lớn nữa. Dạ. Rồi cái ông lớn mà ông này chị không được nữa, cái bắt đầu phải mời ông kia về nữa. Phải không mày? Nhỏ mà trong cái dòng trong gia chi trong gia đình mà chết còn nhỏ rồi mày. Dạ. Cậu mẹ chứ thương tin lắm mà mời. Nhất là con gái nha. À, nó khó lắm ha, nó khó chị lắm ha, khó nằm của mình nên kêu như là mình khuyên giải với nó không nghe đó ha, nó không chịu ra ha ông bảy. Cái đó khó. Dạ. Cái nó nếu mà vậy mình, nếu mà vậy mình phải làm cách nào ta ông bảy? Hả? Nếu mà nó vậy mình phải làm cách nào mình khuyên nó không ra không gì? Thì để muốn ông chỉ kiếm đồ cho chị cho nó, giải cho nó ra ha. Ừ. Dạ. Thì con có coi mấy cái clip ông Bảy đó, con có quay đó là cái ông Bảy mới đầu là ở trên ông Bảy đẩy bỏ hai bên này nè, hai cái kiếm nè, chỉ dài xuống cái lưng á, rồi xuống tới giò luôn, ra tới cái ngón giò cái luôn. Ừ. Đó. Dạ. Nó mà chịu méo cái giò là bắt đầu rút là đi ha. Rút luôn là ông quýnh tới. Dạ. Rồi là ông châu bùa phép uống. Dạ. Vô tôm nhiệt. Dạ. Rồi nó là 3 ngày gì đó, 2-3 ngày không được tắm. Dạ. Cái con coi mấy cái clip khi mà ông về đó, ông cắt lử đó. Là lúc đó là ông Bảy đâu còn biết gì mà khi mà xuất ra rồi đó là ông Bảy có thấy nó ê hay có lưỡi đau ê lắm hả? Ăn cháo rồi đau, cháo quá dạ. Hơi gắt như chảy hoài không có chảy. Chảy thì không có chảy ha. Rồi mới cái xào nấu như ngày mơi là tối nay cúng con heo á. Dạ. Rồi tối nay mà bị ăn xuống ăn cháo hơi gắt. Dạ, gác gác. Mới là bình thường. Chứ qua ngày sau là tự nhiên hết liền. Xào nấu này kia giống như cúng cơm nè. Dạ. Ăn bình thường. Cái sự nguyện bí. Dạ. Cái gì đó. Cái sự bí tâm linh của phép. Hồi trước cái gì. Mấy tờ nhà bà ông Lê ông làm gì ông vuốt hay rồi. Dạ. Ngưng máu. Công nhận hay thiệt á. Dạ. Chỗ đó. Rồi cái lúc mà ông Bảy ngồi lên cái bàn đinh đó. Là lúc đó là ông Bảy cũng không có biết. Không biết gì luôn. Tới chừng mà ông Thăng rồi ê đít. Ừ, đúng rồi, là tao nói thiệt là ê. Rồi sáng rồi cũng bình thường. Là khi mà ông đi rồi ha. Ủa, mỗi lần dùng giấy nhám nè, mày ra mày con mày gơ. Trời ơi, bén. Bà mẹ, ông đi cái sức nặng gì mà ông lên, ông dằn dằn gì. Khi đó phải mài cho nó bén rồi. Ừ. Sức nặng của người ta. Bà dùng súng kiếm gõ đầu thấy mồ. Mấy thằng đó, mấy thằng mà chịu trách nhiệm mà. Yeah. Coi tới lệ cúng á. Dạ. Trời ơi, ông hiền bớt rồi á. Chứ hồi xưa dữ lắm, trời đất ơi. Hồi xưa dữ lắm không vậy? Ừ, mày ơi. Là ông Bảy kể là khi mà ông mà Thăng ông đi rồi á là cảm thấy đau nó ê trong mà. Dạ. Chứ mấy ông lớn về sáng ngủ sáng cái ghê mình đau hả? Sáng ghê mình hả ông Bảy? Yeah.
ghi mình à. Thấy sức già là thấy muốn xỉu không à. Còn thấy khiên vô muốn đứt cái hồi ụ mẹ thôi nằm. Trời ơi hồi lại mà. Cho mừng muốn chết vậy dạ. Dạ, nhưng mà đi trái tim hồi không chứ nhưng mà ông các ông ở trên đã chọn mình thì mình phải chịu chứ sao giờ ừ. Mình cũng đâu có chống lại được đâu phải không bảy. Ông không mới chịu một tiếng không trường cờ bạc để giếm để kia gian bậy gian bạ ông chết tạo mình dạ. Rồi mà không nghe rồi bỏ kiếm người khác dạ. Hiện tại nhưng bây giờ ở dưới đây là hình như là cái ông con của cái ông Tháo á, cái ông anh đó là hiện giờ là ông về là ông nhị hay là ông nhất cái ông bảy không có chuyên tên gì là chỉ là mới hành thôi ha giống như binh gia này, chứ chưa giờ hiện tại là chưa có xác của ông nhị hoặc ông nhất hồi Tháo cha nó cũng vậy nữa lên đứng bên bận đồ vậy thôi rồi nó không có làm gì dạ. Ông bên này mấy ông này làm lắm à, vậy là hồi cái thời mà của cái chú Tháo đó là cái cũng về nhưng mà cũng không phải là ông nhị hay ông nhất luôn hay sao ông bảy nó hành vậy chưa chừng nào mà mày tâm tánh được đàng hoàng rồi đó dạ. Mới vô mà làm này kia làm bệnh luôn rồi có dạ. Tên tuổi dạ. Như hàng ngày có ai lại trị bệnh ở miếng mình không bảy không không có không có vụ này thì la cai dạ vụ gì mà với một lần thôi mẹ ơi cùng mẹ xe cộ này kia mấy người bị ông ta đi bác sĩ này kia nó không đưa rồi mới lại đây dạ. Bây giờ dân chúng bây giờ đâu phải như hồi xưa mà đợt ma quỷ này kia dữ lắm dạ ít ha ít tà ma nữa số thì bây giờ tiếng mà tính ra hai phần nè hồi xưa 10 phần bây giờ chừng 2 dưới này dưới kia nhưng mà tới bây giờ cái theo cái màn lớp cái thời kỳ dạ. Tới bây giờ thì cái khoa học thì bây giờ bác sĩ bây giờ tới cái căn bệnh đó là bác sĩ cũng trị không hết nhưng mà về tâm linh thì tâm linh là gì chỗ đó dạ. Tới bây giờ cũng chưa con thấy là cũng chưa chứng minh được không bây giờ mà trong núi Sam mà biết giờ cô bà dư gì không thầy dạ, cô bà. Ô, mẹ. Bây giờ là với dùng núi là cô bà không, thầy ơi. Bà dữ lắm á nghe ừ. Dạ thì ở xung quanh đây thì con thấy ông bảy cũng cái này mấy để thờ mấy Phật mẹ Quan Âm với đâu làm đâu không sự kết chơi bảy làm hả ừ. Trời ơi mày hỏi đụng mày xung quanh này hết á con cái này là chính ông bảy làm luôn này như xi măng trời con tưởng đâu là mà là ông bảy chui thợ hả chui thợ không mẹ ơi dạ. Rồi để quay cho mọi người coi rất là đẹp nha mọi người cái này mua xi măng em hoặc là trang trí à cái này là làm ông bảy vẽ luôn rồi có mùn tươi dưới nó chảy lên dạ, nước lên dạ. Xuống ô bạn mày sao con nít tới nó phá bậy ba không mày giật ơi nổi ông bảy ngồi lâu nữa mẹ dạ ông bảy ngồi năm nay ông bảy cũng 80 mấy rồi ôm cháu muốn nó dốc mà hỏi ngoài đường chứ ôi êm luôn đâu mà không có sợ mà ổn mẹ chỗ nào mà bắt nhốt gì vậy dạ. Mẹ ổ mình quá, cái này là mình tôi mình làm phước cái gì mấy ông cũng tìm dạ. Lịch sử tới chỗ nào tới cái gì còn phải tới đây nữa. Hỏi dân dạ. Chúng họp dân dạ. Hỏi châu đốc dạ. Quay mấy cái cảnh của ông bảy ông làm này cho mọi người mấy hồn nông bộ đây nè đây là cái xung quanh nhà của ông bảy về sát nha tất cả mọi người rất là trang nghiêm dạ thì clip này thì con cũng cảm ơn ông bảy chúc sức khỏe ông bảy dạ giờ đi à, vô tao tắm vậy ông chúc sức khỏe ông bảy trăm tuổi trăm tuổi ông bảy 90 không mới nổi không trời con thấy ông bảy khỏe lắm dạ con cảm ơn nha ông bảy dạ, cảm ơn luôn